Hi, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang tưới hoa. Các bạn cùng mình tô nhé. Nhị hoa mình tô màu vàng. Chiếc lá mình tô màu xanh. Mình chọn tô màu nâu. Bông hoa cài trên tóc mình tô màu đỏ nha. Bông hoa này mình cũng tô màu đỏ. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đã hoàn thành xong bức tranh một cô gái tưới bông hoa này. Với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video dẫn tô màu tiếp theo của mình nha. Bye bye.